Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây vít rừng mini quái luôn nhà mình nha. Cây sống khỏe xanh tươi tốt luôn. Rồi, cây mini nha. Cây này có mã số là 616 nha mình nha. Nó có cái hình ngay chỗ đây nhà mình là 8 nha. Cây có cái tàn xuống nè. Tàn xuống tầm 30 nha mình, 30 nha. Đang nằm trên cái khay sen hô nhà mình nha, lọt lòng là 30. Cây cao. Cây cao là 16 nha mình nha. Mình sống. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 450k bao ship luôn cái khay sen hô này nhà mình. Chậu sen hô nha. Đây, cây vít rừng siêu quái luôn. Mình xem tham khảo nha. Vít rừng mini. Cây rất chi là quái luôn. Đây, hai cái đầu rễ hai bên. Đây, sống quất. Sống rất chi là khỏe luôn. Mình xem tham khảo nha. Rồi mã số 616, 450k bao ship luôn khay nhà mình nha. Khay san hô. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn.